Hôm qua là một buổi tối rất là ý nghĩa đối với tụi mình, được mọi người yêu thương và ủng hộ cái dây bánh chén của mình rất là nhiều. Nên tụi mình quyết định là mỗi cái bịch bánh chén bán ra sẽ chích 1.000 đồng giúp đỡ những người già neo đơn, trẻ em cơ nhở và người tàn tật, người vô gia cư trong mỗi tháng nè. Vì quỹ của tụi mình còn quá yếu và ít người nên hôm qua tụi mình đã tự tay đi chợ nè, tự tay chuẩn bị và nấu những cái hộp cơm nóng hổi luôn để gửi tới cô dì chú bác hy vọng là buổi tối của mọi người được no nê và ngon miệng hơn. Tụi mình đã chuẩn bị ba món là cốt lết rim, canh cải gừng thịt băm và cà tím kho xì dầu và tụi mình không sử dụng bột ngọt trong chế biến nha. Tất cả nguyên liệu được mua ở chỗ uy tín, rau củ thì được mẹ mình gửi từ Đà Lạt xuống này. tụi mình muốn dành hết cho cô chú bác những gì ngon và tuyệt vời nhất mình muốn quay lại cái video này là coi như một cái kỷ niệm đánh dấu cuộc bóc đầu tiên và có trách nhiệm mỗi ngày với cái việc về giúp đỡ cô chú mà tụi mình đã đặt ra hy vọng tụi mình sẽ góp một ít gì đó để cuộc sống của cô chú đỡ vất vả hơn vậy sẽ không còn lo lắng bữa ăn không đủ no đây là lúc tụi mình đang chia cơm vào hộp nè tụi mình đang tính là tìm những cái hộp cơm khác thay cho cái hộp cơm shop này để bỏ thức ăn nóng vào nó an toàn hơn cho sức khỏe của cô chú nè vì team mình chỉ có vài người nên hôm nay mình chuẩn bị được khoảng hơn 20 phần nhưng trong tương lai tụi mình sẽ cố gắng nâng cái số phần này lên mỗi ngày mở mắt ra là mình đã thấy mình may mắn hơn những người khác rất là nhiều nên mình bỏ một ít công sức hướng về cộng đồng như này sẽ thấy tâm của mình nó được an nhiên hơn mình có bao nhiêu thì mình sẽ giúp hết bấy nhiêu hy vọng sẽ góp một cái phần nhỏ bé vào trong cái hộp cơm này ok cùng với mình đi phát thôi mình tìm đến con đường mạch đăng ở quận bình thạnh thì gặp được rất là nhiều nhiều cô gì chú bác ai cũng dễ thương hết á mọi người cô chú còn bé ba mình nữa cơ đa phần là những cô chú đã lớn tuổi mong là những cái hộp cơm này cải thiện cái buổi tối của cô chú gặp được những người ở đây mình cảm thấy rất là xúc động mình mong muốn là những người ở đây bớt gánh nặng hơn cuộc sống sẽ tốt hơn mỗi ngày tiếc là hôm nay mình chuẩn bị được có 20 phần còn có rất là nhiều người chưa ăn tối nữa cơ